Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta được thưởng thức một nhạc phẩm hết sức đặc biệt, một nhạc phẩm viết ca ngợi nói về quê hương Cò Nòi của chúng ta. Vâng, và ngay sau đây xin được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu để cùng chào đón cũng như được lắng nghe bài hát được mang tên Ngã Ba Cò Nòi Anh Hùng Ca Hùng Tráng, sáng tác và biểu diễn nhạc sĩ Việt Cường. Xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay lớn để chào đón nhạc sĩ Việt Cường ạ. Vâng, xin kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các ông bà già và thưa tất cả các bạn. Tôi khi mà được về với mảnh đất này và tôi đến xem, và rồi tôi xem rất nhiều và tôi đã viết một bài hát về Ngã Ba Cò Nòi. Ngã Ba Cò Nòi là một cái mảnh đất mà được ghi rất nhiều về cái mảnh đất ấy, nơi ca ngợi của Ngã Ba Cò Nòi. Nơi đấy là một cửa ải mà tất cả những người đi ra trận Điện Biên đều phải vượt qua. Nơi đấy 100 người chiến sĩ đã bị hy sinh và vẫn là phải xây dựng Ngã Ba Cò Nòi, đưa lên một cái lịch sử rất là ghi nhớ rất. Và vì thế tôi đã viết bài hát và bây giờ tôi xin trình bày cho tất cả chúng ta nghe bài hát về Ngã Ba Cò Nòi. Và xin mời đàn trống. Tất cả những người ra trận Điện Biên đều ai vẫn qua.